Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ cầu phanh dầu. Visai chạy bằng xích. Cầu này thì có các cỡ là dài 90, đo phủ bì lên đây 1m, 1m1 và 1m17. Thì các bạn có thể lựa chọn phanh dầu hoặc phanh cơ. Phanh dầu thì sử dụng phanh đĩa. Phanh dầu thì có thể bắt được những cái dòng bánh thường và bánh ATV, bánh béo. Cái cầu này nếu mà lắp lên xe máy thì cũng vừa luôn, bởi vì cái bộ nhông này nó đã làm lệch sẵn rồi. Về các bạn mắc lên xe máy là chạy được luôn. Đấy, nó rất là dễ thôi. Đường kính tăng bua là 160 các bạn nhé. Cầu này là cầu có Visai nhé. Nhông của nó sử dụng là nhông bằng xích xe máy đấy. Xích xe máy tuy là nhông đôi nhưng các bạn có thể sử dụng nhông đơn cũng được. Thì các bạn dùng xích xe máy, khi nào nó hết thì các bạn lật cái mặt bên này, các bạn dùng mặt còn lại nó cũng tốt thôi. Thêm một số cái thắc mắc của các bạn nữa ấy, thì nhiều bạn hỏi là khi nó bị mòn nhông thì tháo kiểu gì. Thì cái cầu xích này nó làm rất là hiện đại và rất là thông minh, nên là nó cái nhông này nó là nhông một lửa. Khi các bạn tháo 6 cái con ốc này ra này thì mình sẽ nhấc được hai bên ra phía ngoài này luôn, chứ không phải tháo cái gối này để tuột nhông ra ngoài nữa. Có nghĩa là nó rất là đơn giản, thay thế rất là dễ dàng. Đấy, gối cầu là đầy đủ, rằng phanh là đầy đủ. Đối với cái cầu phanh cơ ấy, thì cái tim 4 con ốc này là chéo 7 nhé, vuông 10. Và cái lỗ tâm ốc này là 63, lỗ tâm ốc 63. Đây là tổng thể của một cái cầu đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc về giá thành hay chi tiết sản phẩm, các bạn xin vui lòng comment phía bên dưới hoặc xem thêm phần mô tả sản phẩm. Lưu ý là bên mình có hai loại phanh cơ và phanh đĩa các bạn nhé. Và đối với cái dòng phanh đĩa thì có thể sử dụng cho cả bánh thể thao và bánh ATV, hay là tất cả các loại bánh bên em có thể làm theo yêu cầu của khách hàng được.